Hả? Chừng nào kia Ê! hả? Infinite! Rồi hả? Trời ơi, tao đang tính đi chơi, thấy ghê không? Đang tính đi Ôi! cái làm được Vậy là chơi, thằng thấy Ba ghê Mi không? nó thúi và đứng đây nó lay đến nó mà mình không làm ăn được gì luôn. Nó mới vừa ra khỏi Tao nhà mày cái chứ là có tao liền má luôn của cái chó Infinite. lắm chứ rồi. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ trở lại với Minecraft sinh tồn tập thứ 10, 10, mười mấy mày? 15. À 15. Ok, đã được tới 15 tập rồi đó. Yeah, hay quá. Thì trong tập này á mình và Bami sẽ đi làm cái cung gì vậy? Hả? Thì trong tập này mình và Bami sẽ đi làm cái cung không không cần cũng tên á, cái cung không không giới hạn á. Ok, nhưng mà hiện tại bây giờ muốn làm cái đó thì mình phải có cái kinh nghiệm nhiều. Thì mình cũng đã ngồi chen lên được level 50 rồi. Ê, mày được bao nhiêu rồi cứu? Tao mới 39 rồi, 39 thần tài. 39, vãi cả số đề nữa. Ok, thì nếu những bạn nào thấy thích cái series này á thì đừng quên bỏ lại một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình và Bami để mình có động lực ra nhiều cái video mới nha. Ok, và nhấn được cái chuông bên cạnh nữa. Rồi, ok, bây giờ là mình sẽ đi lên thôi. Bây giờ là mình sẽ ráp một cây cung, ráp cây cung mới. Mày có cung không cung? Cái chạm đó là cung. Thấy rồi, đợi xíu. Mày có cung không? Có, tao có cây cung đá. Bởi tao quýnh Ripper tao lụm á. Ủa, làm chứ có vụ cung đá nữa. Cung là chỉ có một loại thôi, làm chứ có vụ cung đá ba. Không, có cây cung, có cây cung nhưng mà hình như cung gỗ á. Thì cung có một loại à, có cung gỗ chứ nhiêu. Dạ, ai biết thấy ở giữa bằng đá, xung quanh bằng gỗ đâu ba. Đâu, ở đó là cái dây chứ mày nghĩ sao đá, sao kéo. Cái dây đó làm sao, còn cái chỗ mà để cầm cái tay mà để gắn cái tên vô á, tao thấy nó, tao thấy cái màu của nó giống màu đá mà. Ôi, đâu để coi vô coi thử. Ok, bây giờ là mình sẽ đi vô trong nhà thôi. Mở cửa đi, ừ mở cửa cho chị vô. Nói chung là làm cái nhà, làm, ôi, nhà giờ nhiều chó quá, mình không biết chó nào của mình luôn. À mọi người, mình có một con cờ hó của mình đây, nhưng mà hồi đợt mình là King Alex, Alex không ta? Không biết nữa. Mày cho mày kêu nó ngồi vậy được không? Ờ, nó không ngồi vậy nè. Thì mình nuôi chó này mà giờ chó này của skin chó này của mình nè. Đó, chó này của mình nè. Đây, con này của mình này luôn. Con mình này mới đẻ nè. Còn đâu mới đẻ đó. Ok, và bây giờ là mình sẽ cho nó ăn thịt thịt là một cái nè, hai cái nè và nó sẽ đẻ. Ủa sao nó không đẻ? À chưa ngồi hả? Ok. Đứng lên rồi, để đi cu. Các bạn nào mà biết cách làm cho con chó của mình nó nhận lại mình thì comment mình. Hay quá, có chó rồi. Rồi sao con này nó ngồi ngay chó thiên quá vậy? Trời ơi, thằng kia thì nó đẻ bên kia, còn con chó mình thì nó nhận không ra mình, hờn quá đi. phải xem lại cách ăn ở rồi. Ăn ở gì, bữa tao đổi nhân vật á, đổi skin đó. Biết rồi, khỏi nói. Ok, bây giờ là mình sẽ làm cây cung thôi, bây giờ là mình sẽ làm cây cung. Mà cách làm cây cung là ok là mình sẽ cần mấy cái dây string nè. Đó, cái string nè. String là mình dư rồi, với lại mấy cái que. String là dây tơ hả cung? Ừ. Cá nuôi mà. Ừ, thì có nói cá nuôi chứ có đâu nói ít đâu. Ok, để coi bây giờ là mình sẽ làm cái gì, có cái cung, cái cung, que cung. Trời ơi, phải. Đây, có làm 2 cây ha. Ừ, làm 2 cây đi chứ không làm cây giang hồ coi ra gì. Nhưng mà hiện tại giờ không đủ để làm 2 cây. Ừ, có vật. Quê không? Thiếu gỗ rồi. Làm cho đủ đi. Thiếu gỗ rồi, thiếu gỗ rồi, con đang đi lấy gỗ rồi, từ để xíu. Hằng. Nôn thế không biết nè. Cái sao mày? Cứ cực cừ hồi cháo nó cũng sẽ nhừ thôi. Chết cha sao mũi coi nhiều quá vậy. Ra ngoài khai hoạch mà lụm được củ khoai tây độc là thấy quế rồi đó. Ôi vô đi đừng ăn. Mấy xíu nó ăn lộn khoai tây độc là đầy đủ luôn rồi. Về thành dưỡng sức luôn á. mắc cầm là còn phải hút độc ra nữa, khổ. Thôi bỏ gì hút độc mà mình để tôi chết đi kìa. Không mấy mình để tôi chết, mình đừng hút. Ê, con hết gỗ rồi, không có gỗ. Đợi tao 3 giây tao sẽ đi lấy gỗ cho. À còn một cái gỗ nè, nhưng mà gỗ này làm sao mà chuyển sang cây được. Không có được, một cái gỗ thì không chuyển sang được. Cái đang cần gỗ. Đâu mày về chưa? Không có cây bên chuồng ngựa. Trời ơi, không thấy cái gỗ nào trong nhà luôn á. Ôi nhà sạch gỗ luôn rồi, ghê thật. Đây có gỗ ở đây. À có gỗ bạch dương nè, ok. Kẻ nó còn gỗ bạch dương cũng được. Sạch tạm. Cái này ok. Có gỗ hắc dương rồi thấy không? Hắc dương là gì ba? Thực cấu. Em có gỗ bạch dương. Ok, rồi có gỗ rồi, bây giờ là sẽ xuống ráp tiếp. Đây là câu gỗ nè, để vô tao ăn cho. Có rồi, để xíu. Mày vô mày cất rương đi. Nói chung là mày đào ra mày cất, mày để dành thôi chứ sao giờ. À, làm công sức nãy giờ đi lần. Thì công sức gì bây giờ cũng phải để dành thôi chứ sao giờ.
công sức gì nữa. 7 cục luôn á. 7 cục, có 7 cục mình lên liền. 17 cục luôn á. À 17 đó hả? Ok, rồi bây giờ là mình sẽ đi xuống như này rồi và mình sẽ ép nó. Hiện tại bây giờ là rồi. Mình level 30 là mình đủ lên được tới cái cuối cùng rồi. Ồ, bật trời lùi. Nhà đông chó quá đi. Bật lùi là không vui rồi. Trời, bật lùi luôn. Ok, bây giờ là mình sẽ cần có mấy cái cuốn sách lận. Ê, ráp sách, cu ráp sách. Ờ. Có gia thuộc nè. Bữa mày để sách đâu rồi? Hả? Bữa mày để sách đâu rồi? À, mà hình như là có mấy cái cuốn sách bình thường mà đúng không? Ừ, hồi bữa đi xuống. À, 18 cái lần nè. Chỗ John Ho á, lụm được cái mớ sách mà. À, có, thấy rồi, ok, đợi xíu. Ê, thiếu lưu ly rồi. Đợi xíu, thiếu lưu ly. Lên lấy đi. Đây, đợi xíu. À, lưu ly, à, lưu ly đây, lưu ly một đống luôn mà. Ta lấy một sắc là đủ xài rồi. Ôi dồi má ơi. Cái gì vậy? Ở không? Ok. Tập nào ba cái tao đi lấy mía cho mày ăn hết kia. Thì mày lấy mía cho tao ăn cho nó vui. Bảo vệ nè, sức mày mạnh. Mày mà sao tao không bao giờ mà thấy mày tốt bụng với tao vậy kia? Có mà. Cung. Rồi. Ôi, bực lùi. Sao bạn bực lùi không vậy? Bảo cái đến nên Minecraft nó cũng bị lắc luôn. Nữa, lại bực lùi nữa, bây giờ là mình sẽ bỏ tiếp vô. Chậm hỏng. Rồi, bỏ vô, nói chung là mình làm cái này để mà nó thay đổi cái dưới nè. Đó, chậm hỏng, trời ơi, cái sao lại chậm hỏng? No. Cái gì đây? Trời ơi, lại chậm hỏng nữa. Cho nó lầu hừ hừng tí thôi chứ đâu được gì đâu. Sức mạnh nè. Ok, bây giờ là vô hạn. No, lửa. Ê, có cái lửa kìa. Oh man. Ừ, cung bắn ra lửa đó. Ừ, được á cung. Nhưng mà thôi, bây giờ mày muốn cung vô hạn hay mày muốn cung lửa? Sao không được. Sao cũng được đó chứ. Chọn một trong hai thôi mày, không có vụ sao cũng được đó. Vô hạn chứ không lửa, chứ lại lửa đâu được không? Không. Cái đó là phải ráp sách nạp vô riêng. Ồ. Thế à? Vâng đúng vậy. Rồi, chồng mía xong rồi đó. Ê được, bây giờ đồ con nhiều quá, để xíu để có đi cất rương ra. Đồ nhiều quá không có xài được. Ê mày rảnh không, mày vô mày giúp tao mày phụ mày dọn dẹp hết cái rương là đi cái nào bỏ vô một chỗ cho nó dễ nhìn á. Đá nhiều quá bay. Ừ, cái nào đá nhiều quá giục bớt đi. Giục gì ba? À không phải. À không phải giục mà là cất sang một chỗ còn sỏi giục đi. Sỏi đâu có xài đâu. Sỏi rồi đá Ripton gì đá hoa cương hay là đá gì đó giục hết đi. Nói chung giữ là không liên quan. Giữ đá cuội thôi đó, tao chỉ giữ đá cuội rồi đó. Ừ đúng rồi, giữ đá cuội thôi, được rồi. Hạt dưa hấu nè, hạt giống nè, bữa giờ chưa thấy đâu. Ok, bây giờ là mình sẽ bỏ vô tiếp nè, đó, bỏ cái này vô luôn. Bảo vệ chậm hỏng, bảo vệ nè. Đó, bây giờ mình sẽ lít tiếp và bỏ vô. Vô hạn. Oh man, sức mạnh, trời, ai mướn. Dễ lắm, dễ ăn của ngọ lắm. Rồi, sức mạnh luôn, oh man, vô nữa. Không biết có đủ sách không nữa, nhưng mà hình như kinh nghiệm là nó có khả năng là chắc là được rồi đó. Dưới đây, chậm hỏng. What the hell. Ăn mà nó đưa vô cái chậm hỏng hoài. Chậm hỏng còn được không? Nữa, lại chậm hỏng nữa. Bỏ vô tiếp, hết sách rồi cu. Còn 3 cuốn này nè. Hại thay ma. Vô, chậm hỏng, thôi bỏ đi. Đó. Sắc bén nữa chứ, thiệt tình. Vô, ô sức mạnh, ô men. Thiệt tình, bảo vệ. Dùng luôn á, hôm nay đợi dành đi. Vô, nữa lại chậm hỏng nữa, ăn cái chậm hỏng hoài ta. Đúng là cái này khó nè. Ôi, cái này cực kỳ khó luôn á. Tao ban mày giờ vi phạm bản quyền nha mày. Hại là chân đốt nè. Ok, bỏ vô. Trời, sức mạnh 4 mới ghê chứ. Thiệt tình, full luôn rồi. Ê, mày làm kia chưa? Chưa, tao đang bận. Nè, cao quăng cái này, bây giờ có đi hết sách rồi. Bây giờ là có đi trên SB tiếp đây, hết luôn rồi. Thiệt tình chứ. Trời ơi, mình hết đồ ăn mà mình còn cho chó ăn nữa. Mày cho nó ăn thịt thay ma đó, ai biết cho nó ăn cái đó làm chi? Ta lỡ coi. Ê, mấy cuốn sách level cao cao mày bỏ ra riêng nha ba, đừng bỏ vô chung nha. Lựa đi ba. Trời ơi, nó bỏ vô luôn rồi, thiệt tình. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới mình trên lại cái kinh nghiệm. Ok, rồi. Mình và Bami đã quay trở lại với cái stronghold để mà đi lấy sách. Hiện tại bây giờ mình sau khi mình làm cái cách kia thì hết sách rồi. Đó, với lại cũng có bạn nói là mình bỏ quên cái rương gì bên này nè, còn thiếu một cái rương ở trên này nè. Nhưng mà mình cũng chưa biết nó nằm ở đâu nên là chắc là mình sẽ đi tìm. Ok, tao với mày đập sách ra trước đi cu. Chứ chà đập sách phải có rìu chứ.
quên hiểu rìu rồi, thiệt tình. Tao có mang, tao có mang. Ồ vậy hả, vậy mày chặt giùm tao đi. Ê mày có mang theo cái kia không? Cái kia là cái gì? À, cái gì á? À, cái gì, cái bàn chế tạo á. Bàn chế tạo ráp đi. Tao đâu có gỗ đâu. À gỗ ở đây có rồi. Gỗ nè. Ừ chặt đi. Ok, có gỗ mà chặt bằng rìu mới ghê chứ, chặt bằng cuốc mới ghê chứ. Cuốc kim cương mà cái gì đâu không được phải không? Thiệt tình. À, cần bốn gỗ lận, cần bốn gỗ. Hiện tại bây giờ mình đang có hai gỗ rồi. Lết thôi, nhà mày nó không có sạch đồ của người ta. Thôi chết, mình cũng không có đá. À, mình cũng thiếu đồ cầm lum. À có, không sao, có đầy đủ hết. Có. Hú hồn chim én. Có, nó tao đưa cho. Mày có đá không, đá cùi á? Đá cùi đúng không? Ừ. Ok, có luôn. Đây. Mà để nhà rồi. Chết, thằng thứ gì á, để tao đi đào. Ngay dưới chân á. Nè, ở đây có nè, cần gì phải đi xuống dưới chân. Nó vậy thôi, xong rồi thấy không? Ba cái đá cùi. Ủa sao đào nữa? Ờ. Cái gì vậy? Được một cốc sách luôn rồi. Một lóc luôn á? À? Nhiều vậy? À quên lộn, cái rìu. Cho cái thao vậy. Ừ, sách nó cho nhiều lắm. Có rương đây nè. Ê, có cái rương đây nè mày. Nhưng mà rương nó mở hết chưa? Hình như không, hình như rồi. Rương đó mở hết rồi, rương đó hồi trước tao mở rồi. Xong chặt lấy cái rương về xài. Thì chặt đi. Để coi thử cái gì ở đây, có người nói, có người comment á là lấy thiếu rương, để coi đi chơi xung quanh đây coi thử. Thiếu rương hả? Ờ, trên này chu, trên này sách quá chứ. À trời, nó nằm ngay chỗ này mới ghê chứ. Thiệt tình. Cái nào rương hả? Ờ. Đó, đâu? Một cuốn sách nào, quét cạnh 3, sức mạnh 3, oh man, quét cạnh nữa. Với lại 3 cái quyển sách nữa nè. Ok, đập rương đi cô. Ủa sao mày biết được cái sách nó ghi gì, phải đập ra mới thấy chứ đúng không? Đâu có, mày bấm là mày rê chuột vô là thấy liền mà. À không phải, đúng rồi, rê chuột vô là thấy mà. Rồi không có thấy, rồi máy mày cài mày có thấy. Không có. Cái đó là cái mod game mà, kia của game mà. Không có. Ủa cái này sao mày không lấy rương ra ba? Ok, rồi bây giờ là bên kia là sẽ còn thêm một cái rương chứa đồ đó. À, còn thêm một cái sách của mày tao lấy hết trơn rồi nè. Ờ đi luôn, còn bên này một cái gì nữa ta, cái thư viện nữa. Để tao lỡ tao tưởng tượng. À đây nè, ok tao thấy nó rồi nè. Ủa sao chỗ này nhìn quen quá vậy? Đừng nói chỗ này đi rồi nha. Chỗ nào? Ủa chỗ nó giống cái chỗ nãy chui lên vậy. Phá không? Không, chỗ hồi nãy coi chứ mày phá rồi mà, còn chỗ này, à chỗ này khác. Ui, ấy con slam nè. Giết nó, yeah, con cùng slam rồi. Hay quá, tao với mày làm được dây dẫn rồi. Hết bài luôn. Con đó con gì á, con gì á? Con slam. À slam á hả? À con đó là dùng để làm dây dẫn á, giết nó là nó sẽ ra cái chất nhầy để làm dây dẫn á. Ok, ngó kỹ giúp tao đi, trong này hình như là coi thử coi còn cái rương nào trong này không. Rương đúng không? Tại nhiều khi con nhớ là con bỏ sót á. Tại vì ở bên kia cái thư viện là nó có hai cái rồi, thì trên này con nghĩ là chắc chắn là nó cũng sẽ có hai cái hay sao đó. Rồi. Mà hôm trước là có lụm. Có lầu không? Không, không có lầu. Ô con. Đâu vậy ta? À trên này, trên này thì có mở rồi. Cái gì vậy? Skeleton. Ồ vãi, skeleton nó có gì? Nó trên lầu. Ồ, hình như chỗ này có một cái à, nó không có hai cái. Ở trên lầu có gì không? Ở đây, trên lầu có sách không? Rương đây. Không có lấy rồi, có lấy hồi đời trước rồi. Đá. Ok, và nó không có gì hết, và cuối cùng mình và Bami sẽ quay trở lại thôi. Ok, mình đã về được cái nhà rồi. Và bây giờ là mình sẽ đi xuống. Mình hoài trà thằng Bami nó làm nhiều dữ vậy. Làm nhưng mà chưa bỏ vô. Vậy mày dọn tiếp hả? Để đi. Ok, nè, tao đặt ra thêm cái rương nè, mày ráp vô đi. Trời ơi. Cái rương gì? Đó, cái rương đó, ráp bỏ vô. Cuốn sách nè, bỏ vô luôn nè, hai cuốn sách lửa giữ lại nè. Phô sắt nè, đá cuội nè, than nè, redstone nè, bột phát sáng nè, đâu lụm nhiều cha, xì chinh nè, bàn chế tạo nè, thuốc súng nè, giấy nè, trời ơi, giấy một nùi luôn. Ê, mấy cuốn sách này chưa có làm, tao cho tao bỏ vô đây luôn nha. Ừ, tao nghĩ là tao có đang có như đây là ổn rồi. 55 level, wow, hơi bị lâu ấy. Đá. Ok, ngổ. Mình sẽ bỏ vô tiếp cái cung hiện tại. Ủa, bỏ lộn ơi. Sức mạnh nè, hiện tại giờ nó đang chỉ có một cái sức mạnh thôi chứ không có gì hết. Bây giờ là mình sẽ bỏ tiếp vô. Sải bước chân dưới nước mới ghê chứ. Ôi sải bước. Ôi sải bước nó nhiều hơn nữa. Lửa. Ăn cái giống đếp gì mà lửa hoài vậy. Sắc bén nè. Gì cũng chê đó. Lúc có là chê. Ôi sức mạnh mới ghê.
chắc mình sẽ chuyển qua cái level 2 thử xem biết level 2 nó có ổn không nữa. Chiêu sức mạnh không xài được rồi, đào nhanh dưới nước nè, gây cháy nè, gai nè, đào nhanh dưới nước thử xem. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ tiếp cái này vô. Sức mạnh nữa. Ô men, sao sức mạnh hoài ta, thấy không vui rồi nha. Sắc bén nè. Ok, bỏ vô tiếp luôn. Nữa, lại sức mạnh nữa. Sao ra cung vô hạn khó thế. Ok, đây là một phút dành cho fan art. Thì fan art lần này là của bạn Nguyễn Đạt. Bạn vẽ cho mình khi mình và Vami đang chơi trò Murder Mystery. Mình đang biến hành thằng Murder và dí thằng Vami đây. Nó không biết chạy đi đâu luôn. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có fan art thì cứ gửi vô phần kênh nhắc của fanpage. Mình sẽ lựa ra và cho lên video ngay nhé. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Vô, không có. À, chắc mình sẽ phải chuyển sang cái khác thử xem, đợi xíu. Rồi, mình đã chuyển sang cái ngành rồi, để coi cái ngành nó có khác hẳm hơn điều gì không nữa. Cầu mong là nó sẽ thành công. Flame là lửa nè, không phải nè. Ok, mình nói chung là mình cứ lấy ra trước đi rồi tính tiếp. Pin là không phải rồi, khi nào mà Infinite mới đúng. Ráng đi con. Protected in my pen nè, oh man. Cái kia đọc tiếng Anh như gió luôn á, Protected in my pen. Vậy là hay rồi đó, muốn gì nữa. Ê, sách full rồi mày ơi. Thôi bỏ vô, quăng vô. Ê, Infinite. Yeah, có Infinite rồi. Hay quá, làm thêm cái nữa đi cu. Ê, đưa, mày quăng coi cái cung còn lại đi, Rồi, qua đây, ra đây. Không, mày xuống đây mày đưa đi, tao sợ mất thôi chứ tao run lắm rồi. Rồi, tao quăng slip nha. Ừ, quăng vô người tao đó, Rồi, lắm yeah. Quá, có được cây cung rồi. Yeah, đâu? Rồi, lắm rồi đó. Đâu? Rồi, ok, thấy rồi. Đi. Infinite, oh man, unbreakable. Rồi, ráng đứng tiếp đi cu. Trời ơi, thiệt tình chứ. Bó cài. Đứng nó tiếp đi, đứng tới mùa đông năm sau cũng được. Ok, trời ơi, sau bao hồi cố gắng mình cuối cùng mình cũng đã làm được một cây cung Infinite. Bây giờ làm thêm một cây cho thằng Vami nữa. Đâu cây nãy cho tao chứ, còn giờ mày làm cây cho mày. Bớt đi ba. Pin nè, power nè, không ra. No. Protective fire, protective. Unbreakable nè, unbreaking nè. Thôi bỏ đi. Rồi, tao hết kinh nghiệm luôn rồi, thiệt tình chứ. Ai, tao đi chen kinh nghiệm tiếp. Rồi, ok. Ok, ê, tao lên được cũng khá kinh nghiệm rồi đó, bây giờ tao về tao làm tiếp đây. Làm nhanh đi. Đợi xíu. Nói chung là cũng khá mỏi mệt rồi đó. Nói chung là mình tốn cả hàng chục cái cuốn sách mà không mang được cái gì hết. Thằng Vami nó ra đây, nó trồng cây mà nó quên đóng cửa, thiệt tình. Tao trồng cây nào? Lộn mày mà mày làm mấy cái kia mà mày quên đóng cửa mà. Ok nè cuốn sách nè, đợi xíu để tao ăn mấy cuốn sách vô. Trời, có dùng của đánh lửa hết hạn sử dụng, ai cũng lấy ra bỏ vô rương nó thiệt đó. Ủa đâu hết hạn sử dụng là sao? Là hết độ bền chứ gì. À, hết độ bền. Trời. Hết độ bền thôi mà. Có gì hết đâu. Giỏi. Ok, bây giờ là mình sẽ bỏ cuốn sách vô nè, một cái, bỏ cái lapis vô. Ok. Một cái nè. Tạm ổn rồi đó. Ồ, chưa. Ủa cái cung đâu rồi? À cái cung đây. Chiêu, power, lại là power. Trời ơi, mất thời gian quá. Ok, một cái. Rồi, bỏ cái cung vô. Mày chúc may mắn cho tao đi cu. Good luck to you. Vãi coi, good luck to you. là tao làm mấy cái này cà phê quá mày ơi. Làm đi, tao đi chơi đây. Nhức đầu thiệt đó chứ. À mày ra, mày lấy mía đi, mía còn ở ngoài kìa. Ờ bớt, người ta mới lấy rồi, mấy xe tắc giờ người ta lấy nữa. Ồ vậy hả? Lấy có ai ăn đâu. Thôi chế đi chơi đây, mấy cưng nó chổng đi. Dắt chó đi chơi đi mày. Chó tao giờ nó hết thân đâu rồi. Giờ là thân ai nấy lo rồi. Bạn thân ai nấy lo. Rồi bây giờ mình sẽ đi cuộc hành trình đi vòng vòng chơi. Hả, chuyện nào kia. Ê, Infinite. Rồi hả, trò tao đang tính đi chơi, thấy ghê không? Ôi, vậy là thằng Vami nó thúi, nó thúi mà đứng đây nó lay đó nữa mà mình không làm ăn được gì luôn.
nó mới vừa ra khỏi nhà cái lập có liền luôn cái Infinite. Ủa là sao? Tao đẩy ra cái đó dưới rồi. Ok, nó cầu quăng, cầu cho hết mang chó xuống như này cũng được mà. Ồ, ác dễ sợ luôn á. Ok, xuống đây mấy cu, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Xuống. Trời, con chó của tôi nó tự kỷ kìa trời. Xuống, ủa mày không, không có đứa nào xuống vậy? Ừ, đồ ăn nè. Thôi, dù sao không thân thiết gì cũng phải cho ăn á. Nhận không ra cũng cho ăn biết là được chị Nhiễn thương thôi sao. À, vậy hả? Lã nó không thương rồi sao? Thương chịu chứ sao. Em, cái thịt mày để đâu hết rồi? Thịt thúi á. Làm gì có chổng mà để ba. Ủa, thịt thúi mày không có chổng hả? Thúi mày lấy hết rồi mà. Ôi trời, mấy con chó chơi ngu. Ờ, hai con chui đó luôn mới ghê chứ nó cao. Ờ, nó chơi ngu dễ sợ luôn á. Ra đây mày, tự nhiên nó có chổng thiệt tình. Rồi sao, quăng cái cung đi cung. Nè 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 nè, cung nè quên. Đó, cung. Nhanh đi chứ mấy cái này mà sao. Mày bắn thử coi, mày bắn thử coi được không. Vô hạn lửa sức mạnh 4. Đó, ngồi cái xuống. Cái này là bắn vô tận phải không ta. Ờ, mày bắn thử đi, mày không cầm cung mày bắn thử coi. Có đâu được đâu ba, phải có tên mới bắn rồi. Tưởng tượng thôi mà. Ủa vậy hả? Tao đâu biết đâu. Thì mày thử mày cầm một cây cung thôi. Mày ơi mày đây đang cầm cây cung đây. Mày cầm một cái mũi tên thôi. Hả? Mày cầm một cái mũi tên thôi. Đâu có mang mũi tên theo đâu. Ủa không mang mũi tên theo hả? Đây để lấy. Ồ mẹ, con chó này nó không chịu xuống đây. Đi xuống. Nhanh. Rồi. Xuống. Xuống đây nè gái, xuống. Ui. Ủa đó à, rồi. Cái này bắn ra lửa luôn cô. Ủa là sao? Bắn ra lửa luôn hả? Ừ không, tao lúc mà tao bắn ra tay nó sẹt lửa mà sao cắm vết nó không ra lửa ta. Ủa cái đâu cần cái tao có cái cung à đúng rồi, mình có cái cung trong người mà mình không biết. Ủa đó. Cái này có độ bền mà ba. Thì đúng rồi có độ bền mà cái đó không, nó không có đâu. Tao nãy mày kêu là vô hạn mà. Tao nói là cung vô hạn chứ tao không nói là không có độ bền. À vô hạn là vô hạn bắn hả? À, ừ bắn mà không có bị gì, bắn mà không bao giờ hết cung á. À vậy lại phải mang thêm một cái mũi tên nè. Nè 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 nè, còn có flame nè, vô đây lấy flame luôn nè cu. Còn cái độ bền sao mày? Ê có sao? Có unbreakable nè, để xíu tao đưa cho mày unbreakable nè. Ê vô đây lấy flame nè cu. Lấy lửa kìa. Trời ơi. Lấy lửa nè, vô đây lấy. Tự con bay. Vãi nó bị rồi. Kẹt nữa chứ. Để coi bây giờ cái Sida dễ sợ luôn á. Đây unbreakable nè, đó mình sẽ lấy hết mấy cái unbreakable ra, mình sẽ bỏ mấy cái này vô. Tại vì unbreakable là nó không bị phá hủy nè, khó bị phá hủy hơn. Unbreakable, đâu rồi, where? Giờ ép Unbreakable vô hả? Ừ. Unbreakable, ôi Unbreakable 3 luôn nè, kinh thật. Unbreakable, where? Không thấy, Fire Rocketion nè. Ôi, có vẻ như mình ép cái Unbreakable cũng ít chứ. Awa nè, ok, Unbreakable nữa, rồi, ngon, hay thật. Thiếu một cái nữa là đủ rồi. Ra đây bỏ vô nè. Uống sắt được. Ừ. Chập 2. Ra né. Ủa cái này nó không rồi, có lùa nè. Mà nó chỉ có Unbreakable 3 thôi. Nhưng mà nếu như vậy thì mình bỏ vô nó cũng sẽ bất lợi quá. Nên thôi mình sẽ không bỏ. Ê chậm hỏng 2 cu. Ừ chậm hỏng đó. Thì Unbreakable là chậm hỏng mà. Rồi. Chậm hỏng 2 có cái nào chậm hỏng hơn không? Có cái nào chậm hỏng vĩnh viễn không? Không. Ok xong rồi đó, rồi bây giờ là mình sẽ tạm thời mình lấy cái chậm hỏng 1 thôi được rồi. Ok bỏ hết sách vô đi, Thôi tao đâu có giữ sách đâu bỏ. Ok chào chào, khá là nhiều chứ, bây giờ mình sẽ chuyển là tiếng Việt, đợi xíu. Phải. Tại nãy giờ phải chuyển sang tiếng Anh cho nó gọi là nó có may mắn một chút mà giờ sao xong hết hai cái cung vĩnh viễn rồi. Nên là bây giờ là mình sẽ đi về, mình sẽ đổi sang là cái. Ok, đó, thì sau mình phải đổi là tiếng Việt. Hồi nãy mình để tiếng Anh chỉ là để may mắn thôi. Ok, và bây giờ mình và Bami đã có được cái cung vô hạn và cung lửa. Ê, bắn thử có ra lửa không? Coi chừng cháy nhà nha. Ao, đậu phộng. Bắn nào rồi đó. Cháy nhà kìa. Đẹp không? Đẹp không? Chết bà chó cắn chạy. Đâu rồi? Chó cắn. Nó đâu rồi? Nó đóng cửa lại rồi. Ủa, hàng chó nó đang nằm dưới này mà. Nó dưới tầng hầm lên được đâu. Ok rồi, cho nó xuống hầm hết rồi. Đứng dưới. Ồ vãi, trời ơi, cái cung bắn đúng xa luôn, rồi cháy rừng. Ê đừng có phá mày, cháy nhà giờ. Ở trong này cháy nhà rồi nè. Ê, tao bắt chờ cho nó bao qua kia, nụ cung bắn sướng mày. Để từ đây tao bắn qua nhà phù thủy rồi dính không. Ê đừng, để dành đi ba, có năng có nó có cái kia mà, mày đâu có bắn bậy được. Cái gì? Nó có cái gì
có nó có cái độ hỏng á. Ê để coi thử mình cách sửa cùng sao ta, mình cũng không biết cách sửa cùng. Được phù phép hả? Ờ. Cách sửa cung sao coi mình cũng không nhớ cách sửa cung lắm thiệt tình chứ. Ê mày đưa coi cái cung bị hư kia thử coi cái cung bị hư ơi. Đù kinh thật. Sửa cung mà cung làm bằng gì, bằng gỗ đúng không? Gỗ với lại dây mà thôi kệ, nó khỏi cần cũng được. Nói chung là bây giờ là nó được á, không được à, không biết nữa, đợi xíu mà gỗ thì tao không mang bên người. Ủa cái kia đâu rồi? À, mình tính ráp cái gì ta, mình tính ráp cái sợi dây. À đúng rồi, cái skin đâu rồi? Để coi ráp mấy cái sợi dây dẫn nè, để kéo con ngựa về chứ. Ủa không được. Ủa à cái sợi cơ đây nè, ok thấy rồi. Đấy bây giờ là mình sẽ bỏ vô, mình sẽ ráp dây dẫn. Que y dây dẫn, rồi dây dẫn đây. Ok một cái, mình sẽ làm hết luôn, được 4 cái dây dẫn. Nè cho mày 2 cái nè cu. Hả? Dẫn ngựa hả? Ừ. Mày muốn dẫn ngựa hay là mày muốn dẫn hay là mày muốn dẫn người sắt gì cũng được. Ây hay là cạo người sắt cô. Ừ làm golem đi chơi cho vui. Ừ golem. Golem cho nó chơi chung cho nó kết bạn với người tuyết nè. Iron golem nhưng mà làm xong là cao với mày phải đóng cái cọc vô. Để nó khỏi chạy. Ừ đóng cọc kế bên người tuyết á. Vãi. Ừ. À bây giờ là mình sẽ đặt cái hàng rào xuống. Ê mày muốn ráp không, tao chỉ cho cách ráp luôn nè. Ráp cái gì? Ráp con người sắt đó. Ừ. Đó 4 cục sắt nè thấy không? Rồi. Rồi cái đầu bí ngô nè. Đó. Rồi. Rồi bây giờ mày đặt cục sắt xuống, mày lắp thành hình chữ T á, mày lắp thành hình chữ T đi. Từ sắt đây đúng không? Khối sắt nè. Ừ, khối sắt. Ngô nè. Rồi, đặt lên đây rồi đúng không? Không, đặt dưới đất á, đặt dưới đất. Đúng không? Ừ. Một. Ok, rồi đặt lên. Rồi đặt từ ra hai. Cho nó hai cái cánh tay nữa. Hai cánh tay hai bên đúng không? Ừ. Từ để tao định hình nó. Bên này bên kia được rồi. Đó, nè, đó, trước mặt mày nè, chỗ này nè. Đây nè, nhìn đây nè, đó, hướng đó đó. Đặt vô. Đứng xa ra ông nọ, ông đứng gần sao ông đặt. Trời ơi, nó đặt ở đây bên này mới ghê chứ. Đâu có được, đặt bên này đâu có được. Ủa, đặt bên nào? Không nào. Ê tình, nó đặt hai bên mày không đặt, mày đặt bên đó làm chi? À, đặt hai bên, hai ngược lại gì phải không? Ừ, mày đặt khúc đó nó bị dính cái nách của nó không có chạy. Vãi cái nách. Ok, rồi. Cái đầu bí ngô lên. Rồi, gắn đầu bí ngô ngay giữa luôn. Đặt chưa? Sao lâu vậy? Ừ mày lên lên cao đó. Này đặt xuống hả mà, làm gì khó vậy? Vô, nhảy. Trời đất. Ok rồi. Hay quá, rồi xong. Yeah. Rồi nó khỏi đi luôn. Phải cái bé golem. Sao nó bự mày? Ừ. Đó chưa? Ăn gì vậy? Nó đâu ăn gì đâu. Không ăn à. Nhưng mà mày giết nó là nó sẽ ra cho mày được 5 cục sắt hết. Thôi bỏ đi. Trời ơi, tốn khi không tốn hết mà 45 cái 36 cục sắt mà để giết nó rớt ra được có 5 cục sắt rồi đó. À đây, xin giới thiệu với mọi người. À quên nữa. Mà không phải đi giết hả? À mau được giết, nó là bảo vệ dân làng á, nó là giết golem, nó là giết mấy thằng zombie á. Đợi xíu. Có bạn nói mình là cắt cái đầu của con người tuyết ra nữa nè. Em làm kéo đi. Kéo có rồi mà, tao nhớ kéo có sẵn mà. Hình như trên lầu thì cắt cái đầu đó nè. Ủa kéo mày giữ rồi hả? Gì mày? Kéo mày lấy rồi hả? Cái kéo á. Lấy. Mày lấy chưa? Lấy chưa? Chưa lấy hả? Ủa vậy là cái kéo nó không, nó mất rồi hả? Nè. Đâu? Kéo đâu? Cái này nó chỉ chó. Đậu phộng. Thằng nó chỉ chó mà mình cũng quay lại hỏi như đúng rồi. À ý mày nói mày là mày đâu có nói chuyện, mày đâu có nói là mày nói với ai, thấy không? Mày đang tưởng mày nói với tao. Mày chuyện với chó hóa ra mày là tao nữa. Ok, bây giờ mình là cần lấy cục sắt ra để mà làm cái kéo. Qua y được kéo. Ok, kéo easy thôi mà. Trời, kéo có hai cái sắt là đủ rồi. Lấy gì nhiều gì không biết nữa. Rồi được mày. Thiệt tình. Rồi xong mày này ra nè. Rồi chuẩn bị, mọi người nhìn cái khuôn mặt của con người tuyết. Tao mày, tao chưa nhìn mày. Mày nhìn chi? Rồi. Xong chưa? Đó, cắt nha. Cắt đi. Chiêu. Cắt khỏi hơn người tuyết nha. Ái như mày đồ chọc kêu nhìn cáo mà. Cái mặt nó ngu dễ sợ. Ái cái miệng cái méo bên bên. Ờ bởi vậy đúng thiệt luôn là mình làm bằng đúng thiệt luôn là mình làm cái nhà thờ cho nó mà mình quên làm cái bảng hiệu cho nó rồi. Ok để mình vô mình lấy cái bảng hiệu ra, cái bảng hiệu đâu mất tiêu rồi.
Ủa ông Vami đâu vậy? Quay đậu phòng chết. Tao biết nha, tao đang đi ngoài đường nha. Trời chết thằng mất nết. Ồ nó bắn mình mà làm như không đưa, làm như mình không biết á, mình nghe kiến cung bắn đàng hoàng luôn. Ke tầm bắn mày mày ơi. Ke con khỉ á, sáng nào mà ke đó đây. Tao đang đi dạo mà. Dạo khỉ, tao thấy mày đang đứng núp luôn rồi. Đó nữa. Mày hả con? Quay. Mày hả bưởi? Đã hết máu rồi, hết máu rồi. Ê mà tụt cái lên nha. Hết máu luôn rồi, thiệt tình chứ. Đâu rồi, đâu rồi. Mày trời, đậu phòng. Chết luôn. Thì cần chứ. Mình hết máu rồi, nó cho nó đánh mình. Hằng, mất nết. Ok, thấy luôn của Liêm. Sao mặt ngu vậy? Thiệt tình. Nước con chế. Thiệt tình. Mày ra đây. Mày ra đây. Chết mày nha con. Chết mày nha con. Chết mày nha con. Chết mày nha con. Mày à bưởi. Mày à bưởi. Quay, chàng nước, chàng. Mày à bưởi. Mày à bưởi. Yêu con quá là cái trái nhà mà đứa nó bắn tôi. Ok, dừng clip đi cô. Ok, mình với Ka tới dừng video này tới đây. Thì bạn nào thích thì nhớ like, share video và nhớ subscribe cái channel của mình với Ka. Và nhớ bấm cái chuông kế bên để nhận nhiều video ngày nha, chào mọi người. À, thì trong cặp sau mình và Vami ra sẽ làm xong cái bộ giáp và sẽ đi xuống dưới con rầm. Trong cặp sau là mình sẽ đi xuống con rầm luôn. Ok, bye bye mọi người.